Chào bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có mẫu xe đạp địa hình Chopit Martinez, một dòng xe đạp không nhôm đến từ thương hiệu Chopit, một cái thương hiệu của Pháp và cũng rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Xe này thì được trang bị vành bánh là 27,5 inch các bác nhé. Model Martinez, một trong những cái model mà phải nói là các bác cực kỳ là thích và cũng bán rất là tốt tại cửa hàng em các bác nhé. Nó có một cái thiết kế cực kỳ là đẹp. Đấy, từ đuôi khung và vuốt lên phần cổ vuốt và uốn cong ở đây trông xe rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn các bác nhé. Màu sắc thì cũng cực kỳ là thể thao trẻ trung. Thì hôm nay về chiếc xe màu xám lông chuột và cải với những cái màu xanh lá cây, màu đen và màu trắng đây các bác nhé. Phối màu rất là đẹp. Sơn xi thì cũng còn khá là mới các bác nhé. Dây là đã được chạy âm sườn hết rồi. Còn dây phanh dầu thì vẫn chạy ngoài thì rất ít nữa hãng làm dây phanh dầu âm các bác nhé. Dầu âm là âm dây đề. Một trong những cái model mà các bác rất là ưa chuộng, ưa thích từ những cái phiên bản 26 inch cho đến những cái chiếc 27 inch đời mới như này. Các bác tìm hỏi mua rất là nhiều. Hiện nay em lại về thêm một chiếc nữa, màu sắc cực kỳ đẹp các bác nhé. Vành bánh 27,5 inch. Vành bánh 27,5 inch sử dụng quả lốp CST. Quả lốp này là nhân 1.95 các bác nhé. 1.95 là bản lốp tiêu chuẩn cho những dòng 27,5. Được sử dụng bộ chuyển động Shimano DOG. Đây với 10 tầng lip và dòng này dòng Dynaship các bác nhé. DOG Dynaship, một cái phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng DOG đời cũ. Đấy, nó có cái khóa cái tay này thôi. Đấy, khi các bác gạt lên thì cái tay này nó không nhảy nhé. Khi mà để cho các bác đi cái đường sóc thì nó không bị nhảy loạn tầng. Đấy, gài ra thì nó lại gạt được đấy nhé. Gạt đĩa trên cũng được sử dụng là Shimano DOG luôn thôi nhé, với 3 tầng đĩa và 10 tầng lít cho xe 30 tốc độ khác nhau. Đùi đĩa trục rỗng của Shimano. Cấu hình này cũng rất là ngon rồi, rất là ổn. Ở trên phần ghi đông đây các bác nhé, thì cũng được trang bị là tay bấm xả Shimano DOG. Đấy, và cụm phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano. Và nó có thêm một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái cho các bác. Bấm rất là tiện đây nhé. Giảm sóc này thì giảm sóc dầu thủy lực nguyên zin theo xe. Chất lượng của xe thì các bác có thể nhìn trên hình cũng còn cực kỳ mới. Các bác giảm sóc vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe bao tử thân thực đạp đến khoái yên là 48 cm. Từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Thì chiếc xe có cái size khá là lớn, rơi khoảng 19 inch không nhé. 19 inch thì nó sẽ vào các bác đi từ khoảng 1m66-67 đến khoảng 1m76-77 đi là phù hợp. Các bác nhé, các bác có thể nhìn trên hình chuyển động rất là mượt mà. Nhìn mượt luôn thôi nhé. Còn đây là ship 10 tầng lít, 3 tầng đĩa. Nó sẽ có 30 tầng khác nhau. Các
Thì chiếc xe này có giá bán bên em là 9.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi bên kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.